tỉnh ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Đào Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Thắng, trưởng bộ môn cờ Tổng cục Thể dục Thể thao. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức giải. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đoàn viên về tham dự giải. Trong không khí thi đua sôi nổi và thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016, thiết thực chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hôm nay trên mảnh đất quốc gia anh hùng và hiến khách